Rồi, hello anh em nha. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành, công việc thì thuận lợi nha. Khởi đầu một ngày mới là toàn là niềm vui nha anh em. Thì sáng nay mình rất là vui. Nói chung là một buổi sáng là phải vui vẻ anh em. Mình bán sáng hôm nay hai con máy sale cực cho anh em, cực phẩm nha. Anh em nào cần thì gọi liền cho mình nha. Mỗi chí, mỗi cây một loại. Mỗi loại một cây, nó nhầm xin số đi anh em nha. Thì đầu tiên là con iPhone 5S này anh em. Cái nhiều anh em hôm nay hỏi mình này. Chuẩn bị mình về một lô nữa, nhưng mà thực sự bên em mình sẽ bán sale cực sale cho anh em một con máy này. Và một con 6 Plus 64GB, con này là 5S 16GB. Hàng cực cực phẩm luôn. Anh em nhanh chốt, nhanh tay chốt nha. Mình nghĩ nếu trễ một xíu thì không còn. Thực sự anh em luôn. Và mình kèm 4 con sim Vina. Mỗi máy là mình thì con này là mua là anh em kèm 2 sim này, bên này kèm 2 sim này. Anh em mua là mình kèm cho 2 sim Vina cho người thân xài luôn. Con này đã đăng ký sẵn 4G lên mạng rồi. Mới đăng ký luôn anh em, mới kết hoạt sim luôn. Thì anh em nào mua nhanh tay thì mình sẽ khuyến mãi đặc biệt cho anh em hai con, mỗi máy 2 sim Vina nha. Bỏ vô là xài luôn, có 2GB sẵn, có 2GB sẵn. Đầu tiên mình giới thiệu con iPhone 5S cho anh em xem nha. Máy đẹp keng. Máy đẹp keng 99%, gần như 99. Đây này có một vết cắn rất là nhẹ. Đây không phải cắn mà kiểu như trời. Kiểu như trời vậy nè. Rất là nhẹ. Bên đây này, bên đây thì có cắn thiệt này. Thôi, vậy là cái này không được 99 rồi anh em ơi. Này sorry anh em nha. Cái này mình vỏ bị cắn ra rồi, mình không để ý kỹ. Mình không để ý kỹ, nhưng mà xung quanh thì rất là đẹp anh em, cắn rất là nhẹ. Nói chung là một hai góc bên trên nha. Mình theo mình nghĩ thì cũng chả ảnh hưởng gì mấy đâu. Đó, anh em nhìn xa xa tí này. Vậy thôi nha. Cắn nhẹ, hai góc nhẹ thôi. Chỉ vậy thôi anh em. Hết. Kính thì bao anh em không vết trời. Cái này nữ size anh em. Mình thu lại của một cô bé. Cô bé gái thì máy rất là ok này, rung gạt rung. Máy này mua ở Thế Giới Động này anh em, hình như là mua Thế Giới Động theo mình nghĩ vậy, thật là FPT. Tự gì đây, máy này là máy VN này anh em, mã VN nha. Mã này rất là ok nha, của Việt Nam luôn, khỏi lăn tăn máy lóc hay máy liếc vậy nha. 16GB. Anh em nhớ theo dõi video nha, nhớ theo dõi video giùm mình nha, tí mình sẽ báo giá liền luôn. Camera ok, thử cho anh em cái wifi coi. Mình đi nhập thử wifi của mình rồi này. Ok nha anh em, wifi ok. Mình thử cái vân tay coi cho anh em khỏi lên tên luôn. Thêm dấu vân tay rất là nhạy anh em. Nói chung là con máy này là full chức năng nha anh em. Ok. Vân tay vân chân đầy đủ anh em. Ok, máy đẹp keng nha. Chỉ có một xíu bên góc trên đây thôi. Ok nha. Con này mình sẽ bán anh em với giá là 1 triệu mốt nha anh em. 1 triệu mốt, anh em nào nhanh tay chốt cho mình nha. 5S 16GB, 5 triệu mốt. Quên, 1 triệu mốt. 1 triệu mốt kèm 2 sim Vina đã đăng ký 4G. Có 2GB sẵn rồi anh em. Bỏ vô là xài luôn nha. Mình không kèm phụ kiện, không bao ship con máy nào được nha. 1 triệu mốt anh em nhanh tay cho mình. Tiếp theo, một con iPhone 6 Plus. Màu xám đen, máy vỏ ring chưa thay, nó bị cắn một lỗ thôi. Máy ring chưa thay, màn hình đã thay. Đó, nói thật sự anh em luôn, màn hình thay lên màn linh kiện, nhưng mà xài rất ok. Không hề có cái vụ mà chậm chạp hay là liệt liếc nha anh em. Số má bấm rất ok nha. Đó, số má bấm cho anh em coi luôn ha. Ứng dụng quét này, không có bị đứng này. Đó, không hề đứng lách nha anh em. Rồi, nhanh gọn nhẹ anh em con này luôn. Chụp hình camera 3 test luôn. Còn nguyên ring. À quên, nguyên full chức năng chứ. Full chức năng chứ nói ring thì anh em nói. Mình nói sai nha, tự vì do mình đã thay cái màn hình rồi. Màn hình này đã thay rồi. Đây, cấu hình nữa đây anh em. Con máy này LL nha. Phiên bản 12.4. 64GB. Mình coi thử pin còn nhiêu phần trăm. Coi thử pin còn bao nhiêu phần trăm. Pin 91% anh em. Pin 91% nha.
Bin 91. Test tiếp con tay cho anh em xem luôn. Máy quốc tế nha anh em, không có máy lóc nha. Hai con máy là đều quốc tế hết nha. Anh em nào mua yên tâm, không có máy lóc liếc hết, bỏ sim là xài thôi. Không có lên tên gì nha. Sai nha anh em. Ok này. Đó. Ok. Vân tay này, wifi này. Ok. Nói chung là hai con máy full chức năng. Con này 64GB cho anh em. Vô tư thoải mái sẽ sử dụng ha. Rồi, một cặp con này mình sẽ tính với anh em với một giá yêu thương. Giá yêu thương anh em 2.9 triệu nha anh em. 2.9 triệu, 64GB 2.9 triệu. Kèm hai sim luôn anh em, kèm hai cái sim đã đăng ký 4G có sẵn 2GB của Vinaphone cho anh em xài. Rồi, con này 1.1 triệu, con này 2.9 triệu. 6 Plus 64GB, con này là 5S 16GB. Sáng nay chỉ có cái mức giá là đó siêu rẻ cho anh em rồi. Còn nếu mà anh em nào bỏ qua clip này thì mình chuẩn bị về một lô 5S nữa, giá không có giá đó nha anh em, tầm 1 triệu 3 trở lên nha. Và không có tặng sim ship gì nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm theo dõi video này nha. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.